Ngay sau khi kết thúc hành trình tại ASEAN 19 ở Hàng Châu, tay vợt Lý Hoàng Nam đã di chuyển đến Thượng Hải để tham dự giải Thượng Hải Master 1000, một trong những giải đấu danh giá nhất của làng quần vợt thế giới. Dù thứ hạng 378 thế giới không đủ để Hoàng Nam được tham dự Thượng Hải Master 1000, nhưng anh đã nhận được vé đặc cách thi đấu vòng loại từ ban tổ chức. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quần vợt Việt Nam có vận động viên tham dự một giải thuộc hệ thống Master 1000, chỉ kém Grand Slam về độ danh giá. Chiều tối 2 tháng 10, Hoàng Nam đã ra sân thi đấu trận đầu tiên của vòng loại gặp đối thủ Steven Dallas, hạng 268 thế giới. Trước đối thủ nhỉnh hơn nhiều cả về tuổi đời cũng như kinh nghiệm tham gia các giải đấu thuộc hệ thống ATP, Hoàng Nam vẫn thể hiện được sự tự tin với những pha trả giao bóng hiệu quả. Tay vợt Việt Nam giành được đến 3 break trong set 1 để có chiến thắng bất ngờ 6-2 sau hơn 40 phút tranh tài. Set đấu thứ 2 chứng kiến những nỗ lực trở lại của Steven Dallas với khả năng giao bóng tốc độ. Dù vậy, Lý Hoàng Nam vẫn duy trì được sự tập trung để có được thế trận cân bằng. Không những vậy, Hoàng Nam còn có được một break quan trọng để dẫn đối thủ 4-2, qua đó thắp sáng hy vọng thắng trận. Ở tình thế khó khăn, Dallas thể hiện bản lĩnh của tay vợt giàu kinh nghiệm khi thắng liền 4 game sau đó để kết thúc set 2 với tỷ số 6-4, đưa trận đấu vào set 3 quyết định. Trong set đấu này, Dallas có sự nhỉnh hơn và sớm giành được break để dẫn 4-1. Những nỗ lực sau đó của Hoàng Nam dù rất đáng kể nhưng không thể giúp tay vợt Việt Nam tránh được thất bại 3-6. Thua 6-2-4. 6-3, 6 sau 2 giờ 30 phút thi đấu, Hoàng Nam dừng bước chỉ sau một trận tại Thượng Hải Master 1000, nhưng màn trình diễn của tay vợt Việt Nam giúp anh tự tin hơn trong chặng đường tiếp theo ở những giải cấp độ thấp hơn.